Hello, xin chào tất cả anh chị em yêu lâm trên cả nước nha. Hôm nay thì mời tất cả anh chị em cùng chiêm ngưỡng làng nhắn một mặt bông giả hạ ESO muối trắng nở lại 2022 nhé mọi người ạ. Cây này thì đã sổ 2020 rồi nhé mọi người ạ. Cái đôi mắt rất là xám, nếp và cái mới là muối trắng tinh, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cây này thì tự tay em đi lấy ở rừng ESO nhé, nhưng mà chia cho thằng bạn nó trồng, nó sổ lại một mặt bông muối trắng rất là đẹp như này mọi người ơi. Cây này thì hiện tại thì chưa có kia nhé mọi người ạ. Cây này thì chưa làm kia. Anh chị em nào yêu thích cái mặt bông này thì sẽ ươm kia sau này để chia sẻ cho anh chị em siêu tầm nhé mọi người ạ. Kia thì nó cũng rẻ tiền hơn mọi người ơi, khoảng độ 5-6 cent, 10 cent chỉ có 100 ngàn hay 100 rưỡi thôi mọi người ạ. Rất là rẻ cho mọi người siêu tầm nhé mọi người ạ. Năm nay mới bắt đầu làm kỳ của cây này nhé mọi người nhé. Rồi mời tất cả anh chị em cùng chiêm ngưỡng một mặt bông muối trắng nhé mọi người ạ. Mặt bông muối trắng này rất là khó sổ được nó nhé mọi người nhé. Đấy, có người may mắn thì sổ nhiều bông, nhưng mà không may mắn thì khó mà sổ được nó nhé mọi người nhé. Rồi chào tất cả anh chị em yêu lân trên cả nước nhé.